Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải vở bài tập toán lớp 4 tập 1 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài học hôm nay chúng ta sẽ làm là bài số 8, góc nhậu, góc tù và góc bạc, trang 27, tiết số 1. Rồi, góc nhậu á là từ lớn hơn 0. À, lớn hơn 0. Và đây là nhậu nè, góc nhậu thì ghi vắn tắt là nhậu ha. À, bé hơn 90 độ. À, không lớn hơn 0 độ và bé hơn 90 độ, đây gọi là góc nhậu. Còn góc vuông á, góc vuông nó là bằng 90 độ. À, 90 độ này là vuông. À, rồi góc tù nó là nó lớn hơn 90 độ. À, nên là góc tù thầy ghi vắn tắt là chữ tù ha, phải có chữ góc nữa. Rồi bé hơn 180 độ, đó là góc tù. Còn góc bạc á là bằng 180 độ, đó nó là bằng là góc bạc. À, góc bạc. À, thế này là góc nhậu nha, thầy ghi vắn tắt là nhậu. Này tù, góc tù. Rồi nhỏ hơn 90 độ và lớn hơn 0 độ là góc nhậu. Góc tù là lớn hơn 90 độ và bé hơn 180 độ thì đó là góc tù. Góc vuông là bằng 90 độ và góc bạc là 180 độ. Rồi chúng ta sẽ sử dụng cái thước này nè để chúng ta sẽ xác định. Rồi chúng ta vào cái bài một tiết một này thì chúng ta sẽ sử dụng cái thước EK chúng ta xác định. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp theo mẫu. Mẫu này đây là góc tù. Đây chúng ta xác định này, chúng ta lấy cái thước EK, đây là góc này là góc là 90 độ. Ngay cái đỉnh của cái thước và cái đỉnh B trùng nhau đó, và cái cạnh này trùng với lại cái cạnh của cái thước, được không? Đó, nếu như mà nó hả ra như thế này thì nó lớn hơn đây, từ đây lên đây là 90 này, 90 độ này, nó hả ra giống như ghế dựa vậy, giống như ghế dựa mà nằm bãi biển á, thì đó là góc tù. Góc tù. Rồi cầu này chúng ta sẽ đặt nó như thế này nè, nó đi vào trong cái cạnh còn lại, cái cạnh này nó trùng với cái cạnh thước, cái đỉnh này nó trùng, cái đỉnh của cái thước nó trùng với lại đỉnh N, và cái cạnh còn lại đi vào trong, vào trong thì nó nhỏ hơn 90 độ. À, nhỏ hơn 90 độ này là góc nhậu. À, góc nhậu, góc này là góc nhậu. Góc nhậu. Rồi góc mà nó thẳng luôn như thế này, nó thẳng luôn mà nó trùng với lại cái cạnh của cái thước này, thẳng từ bên này qua này luôn là bằng 180 độ. Chúng ta có thể sử dụng cái thước này ngay giữa số không này, trùng với lại chụp cái điểm A, và hai cạnh này nó trùng với cái cạnh đang đen với thước, cạnh này nó trùng cạnh đang đen với thước, thì đó là góc bẹt. Rồi 180 độ từ bên này 0 độ này, rồi dòng tới đây 180 độ. Đó, này là góc bẹt. Rồi góc này thì sao đây, hai cạnh nó đều trùng với cái thước ấy, góc vuông góc 90 độ, góc vuông. Rồi câu này, này giống như cái ghế nằm ở ngoài bãi biển đó. Đó, góc này là góc tù. Góc này. Rồi các cạnh còn lại đi vào trong cái thước là góc nhậu. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 2. Bạn Nam vẽ hai mũi tàu như hình sau. Em hãy ghi chữ A vào con tàu có mũi là một góc tù, và chữ B và con tàu có mũi là góc nhậu. Bây giờ chữ A thì vào con tàu góc tù. Đây là cái mũi của con tàu. Cái mũi của con tàu này thì đây là góc nhậu. Được. Đây này, một cạnh ở trong cái thước, một cạnh đi vào trong, thì đây là góc nhậu. Như vậy thì B vào con tàu có một góc nhậu, như vậy cái này là B. Còn cái mũi này là góc tù, đây này, góc này này. Đó. Một cạnh đi ra ngoài cái thước, đây là góc tù, đây là A.
A đây, B đây. Chúng ta qua trang tiếp theo. Bài số 3. Robot cắt chiếc bánh hình tròn thành 3 miếng như hình vẽ dưới đây. Bạn Linh lấy một miếng, biết rằng bây giờ cái đây là có miếng bánh hình tròn, cắt ra 3 miếng, 1 miếng, 2 miếng, 3 miếng nè. 1 miếng này, 2 miếng này, 3 miếng này. Bây giờ bạn Linh lấy một miếng, Linh không lấy miếng bánh lớn nhất. Như vậy đây là cái miếng bánh này, miếng bánh lớn nhất này, được không? Đó. Miếng bánh này lớn hơn này, chúng ta nhìn vào chúng ta biết rồi, nhìn vào lớn hơn. Như vậy cái còn không thì chúng ta sẽ xác định cái góc càng lớn thì miếng bánh càng lớn. Ví dụ như cái góc từ cái góc này từ đây qua đây là góc bẹt. Nè. Này góc bẹt 180 độ. Còn cái góc xuống cái góc miếng bánh số 1 này thì nó là một cái góc góc tù. À. Còn cái miếng bánh này là một cái góc góc nhậu. À, một góc nhậu. Và cái miếng bánh số 2 này là miếng bánh nhỏ nhất. Nè, miếng bánh số 3 này là miếng bánh lớn nhất. Rồi, tiếp theo. Linh là không lấy miếng bánh lớn nhất, như vậy số 3 không lấy. Miếng bánh mà Linh lấy có góc ở đỉnh H không phải là góc nhậu. Ờ, đỉnh H không phải góc nhậu, như vậy góc tù. Như vậy là mấy miếng bánh này, à, lấy miếng bánh này. Hãy tô màu vào miếng bánh mà Linh lấy, như vậy chúng ta tô màu vào miếng bánh này. À, chúng ta tô màu ha. Đó, đó là cái miếng bánh mà Linh lấy. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 4. Viết tay hình tứ giác tích hợp vào chỗ chấm. Hình tứ giác A, T, H và N. A, T, H, N có hai góc nhọn, hai góc tù. Hai góc nhọn đây. Rồi chúng ta lấy cái thước chúng ta kiểm tra ha. Đây là góc nhọn nè, được không? Góc nhọn nè, N nè, góc này là góc tù. À, nó đi ra ngoài một cạnh, trong một cạnh đi ra ngoài. Đó. Rồi như vậy là hình tứ giác là ATHN là có hai góc nhọn đây. Và hai góc tù là hai góc tù đây. Hình tứ giác chấm chấm có hai góc vuông. Đây, hình tứ giác này là có hai góc vuông đây. Đây. Một góc vuông. Góc vuông này nữa là hai góc vuông. Như vậy chúng ta sẽ có là ấy G L D. Trong trong toán người ta họ hay gọi là D chứ không phải là D. Chúng ta qua tiếp theo là bài số 5. Vẽ thêm đoạn thẳng XZ để tạo vớ đoạn thẳng XY một góc nhọn. À, XZ như vậy xuất phát từ từ X. À, X đứng trước. X đứng trước cho nên chúng ta sẽ đây. Được. Và tạo thành một góc nhọn. Góc nhọn thì quá đơn giản rồi. À, chúng ta đừng có vẽ thẳng xuống như vậy này. Được. Chúng ta quẹt như thế này, quẹt vào trong cái thước, quá đơn giản. Rồi trên này sẽ là chữ vẽ đoạn thẳng XZ, như vậy trên đây chữ Z. Câu B, vẽ thêm đoạn thẳng OA xuất phát từ chữ O, O đứng trước là OA để tạo đoạn thẳng là OB một góc tù. Tạo cái đoạn thẳng có sẵn là một góc tù. À, góc tù thì chúng ta kẻ ra đây nè, đây thì chúng ta sẽ kẻ xuống nè, chúng ta sẽ kẻ xuống đó. Đây là chúng ta sẽ có là A nằm đây. Câu C, vẽ thêm một đoạn thẳng IHY vẽ từ đây, tạo với đoạn thẳng IK là một góc góc bẹt. À, góc bẹt là 180 độ, chúng ta kẻ thẳng ra. À, chúng ta kẻ thẳng ra đó, kẻ thẳng ra. Như vậy chúng ta sẽ có là gì, IH ở đây.
Cái chữ hát, chữ hát mà chữ hát nằm này. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học, đề thi và kiểm tra này dưới bất kỳ clip nào của thầy cũng có phần mô tả. Trong phòng mô tả thầy để sẵn thường link của blog, trong blog thầy giải rất nhiều các đầu sách. Các em vào đó các em tìm bài nhé. Chúc bài học tốt.